này được không? Đây bình thường, bình thường mà. Cái đó là đồ sáng á, kích này đồ sáng. Ủa chứ mấy bữa không có à? Không. Chữ chữ gì đó đúng không? Còn vàng chứ đúng nào đi. Mình có đèn á chứ. Cháu mày hôm bữa đó lấy. Cô đây lô lát nè, cô đây lô lát. Mình thăm này. Ừ. Bị trót rồi. Ừ. Chị có sống mà không gì? Không muốn hả? Còn chị ngồi kia nữa. Còn một chị ngồi. Chị nói tới nó rồi, nó kêu điện thoại không có tiền. Ông Quân là mày 120 mà bò 130 tiền không? Hả? Ông Quân là mày chắc hết 120 mà ông đóng bò 200 bò. Ừ. Cũng ý là ai làm? Là nhỏ. Là số. Thì khách lùm đó mẹ. Đắp mạc thôi, là tâm ha, gói tâm ha. Mà họ bao nói tâm bo. Nói tâm bo thì tiền nổ ha. Nói kìa em trúng số rồi, em trúng số rồi dạo ơi. Ủa, bo nói chuyện ổn lắm. Bo chưa bo cuối kỷ này. Nhiều người hơn vậy. Nên mà tâm ha, mà bo tâm ba nè. Ừ, chưa thấy nãy ha. Đúng là có giá, chị Tụng kê đúng là 2x2. Còn mình mấy lứa rồi đúng chị? Thì bo chi nhẹ 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 thì không có bao nhiêu tiền lãi má khách luôn đó. Mà anh ấy cũng phong độ lắm nghe. 10 ngày nữa ra đường nhặt được 20 triệu. Thân sự xúc hợp bảo nhiều. Em nói chi?
ba điện cho Long vậy nè. Nằm yên em. Cô mở lớp. Có nhiều đứa học vô thì có nhiều khi không có trán mà không có khăn mất mẹ. Khi ra có trán không. Yên ngày hôm qua về coi video nó cười chết luôn em. Trời, nó thọt cái kim mình sắc nha cô, nào yêu nha. Xíu nó thọt cái kim rồi. Cầm cái kim nó dai một dai. Đã cái nào nó im mệt luôn. Nghiêng qua cô. Em nghiêng qua nó, cái nó nghiêng lại quay đây. Như thầy có mới luôn nè. Xe mà đi đi. Lạnh đủ kỹ. Còn một cái tay không biết để đâu á. Không biết cái dài miếng ngáy thì còn còn cầm. Như đâu không có để đi. Nhỏ má đen. Lát mấy thằng nghe trở bàn cho nó. Ông không có chịu đó. Cũng phải nghiêng chứ dưới đó nè mày cách nào. Cũng phải nghiêng chứ không nghiêng dưới đó nè mày cách nào. Ừ.
mổ và mua.